every stroke lands with confidence. My every word is spoken with conviction. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay trang phục của Uyển Nhi KPL đã chính thức ra mắt. Và bạn nào có thẻ thử 200 thì các bạn có thể chỉ mua với giá là 510 token mà thôi. Hoặc là các bạn cũng có thể mở hòm 20 token một hòm. Nhưng mà thường cái mở hòm này thì những cái trang phục 888 này thì mình sẽ không có mở. Mình sẽ mua trực tiếp luôn bởi vì nó cũng khá là rẻ. Nếu mà mình mở hòm thì hên xui, nhiều khi cái tiền mở hòm còn quá cái tiền mua, nên là mình chỉ mở hòm với những trang phục 1688 thôi nha. À, trong đây cướp giường này không thấy như kiểu không có ai biết trong đây sao ấy, đôi đấy ai nhưng không biết hay sao ấy. Mình nhìn thấy nó vào từ lúc đầu rồi nha các bạn. Đây, từ từ đợi, nó cũng đang đợi mình đấy, nhưng mà sát thương của nó làm sao bằng của mình được. Đâu rồi, team mình đâu hết rồi nhở? Ai à, chặn đầu ấy, nhưng mà thôi về. U kinh, tốc biến luôn cơ, liệu quan đến cái mạng đấy không? Khả năng không ăn được rồi, thôi lùi về, mình sẽ farm ở đường. Ồ, vẫn ăn được rồi. Ok, ngon đấy. Con này, con chân lạc đã bị giảm sức mạnh rồi nha mọi người. Một hôm mùng 6 tháng 9 ấy, thì cái hôm mùng 6 tháng 9 ấy, mình định làm video cho các bạn luôn. Nhưng mà đúng hôm đấy mình bị dính bão và mất điện. Mình không làm được cái thống kê cho mọi người. Chắc là ngày mai mình sẽ làm cái video chỉnh sửa tướng để cho mọi người có thể cập nhật được. Cái dòng trang phục KPL của Uyển Nhi này nó đã ra mắt cách đây 4 năm rồi. Và bây giờ thì khi mở Global thì nó mới ra mắt ở bên này. Nhưng mà cái nghịch lý là ở bên nội địa thì nó bán giới hạn, thì sang đây nó lại thành bán vĩnh viễn. Đấy, rất là nghịch lý luôn. Đâm ra là nhiều khi cái giá trị của những cái bộ trang phục ở bên China sang bên này nó bị, một là nó bị mất đi cái giá trị, và hai là nó bị thay đổi cái giá trị. Cái giá trị của nó không xứng đáng. Anh em chuẩn bị nhìn mình múa nha. Rồi, đấy, cứ đứng ở đấy mà múa đi. Về bộ trang phục của Uyển Nhi này thì cái hiệu ứng của nó các bạn nhìn thấy nó cũng sẽ có 3 màu chủ đạo, đó chính là màu xanh này, màu hồng và màu hơi tím tím. Nó giống như kiểu cái giải màu Guardian ấy. Bạn nào làm về đồ họa thì biết cái thuật ngữ Guardian, nó kiểu như là một cái giải màu chuyển từ màu này sang màu khác ấy, thì nó không bị kiểu cục mịch, nhìn nó khá là mượt. Có một cái điểm mà cá nhân mình khá thích ở cái bộ trang phục này, đó chính là cái âm thanh. Cái âm thanh của cái trang phục này nghe rất là lực luôn nha các bạn. Các bạn khi mà các bạn sử dụng chiêu ấy hay là đánh thường ấy, cái cảm giác nghe nó cũng khác hẳn. Rồi, tiếp tục lại xuống ganh đi tí nha. Rồi để xem vào này. Con này bay thì cũng khá là dễ. Các bạn cứ căn chuẩn. Ôi thế này mình lại lướt về kia rồi. Phát đi lướt ấy quá. Nếu mà mình lướt theo của tướng địch thì phát đi ăn được lý tín rồi. À đây. Mình xin này thì cái trừng phạt trước này, cái tội trừng phạt đi rừng mà trừng phạt trước là hay bị cướp như thế lắm nha. Cho nên là mọi người đi đi rừng các bạn cũng hạn chế trừng phạt, bởi vì nhiều khi các bạn mà bị lộ tầm nhìn như vừa rồi là sẵn sàng sẽ bị cướp ấy. Và đặc biệt là rừng ấy, rừng nó sẽ có trừng phạt mà. Và hiện tại thì đang Uyển Nhi đang có cái lối lên đồ, đó chính là kèm theo 1-2 trang bị tanh nha. Tiếp tục múa con chân lạc cho anh em xem này. Mỗi lần múa anh em nhớ đánh thường phát ấy, nhưng mà đây nó đóng băng rồi. Cái chân lạc này thì cái phạm vi đóng băng của nó đã bị giảm đi, nhưng mà cái thời gian đóng băng của nó vẫn lâu quá. Mình cảm thấy cái thời gian đóng băng nó vẫn khá là lâu ấy. Hiện tại thì chân lạc cũng đang khá là được ưa chuộng ở trong đấu giải nhé. Uyển Nhi cũng vậy, Uyển Nhi và chân lạc vẫn là một trong hai những vị tướng được ưa chuộng ở trong đấu giải. Uyển Nhi thì được ưa chuộng bởi độ sát thương cao, cơ động, bắt vào chủ lực tốt. Và đặc biệt là khi mà kết hợp với Dolia ấy, thì nó múa cực kỳ là đáng sợ luôn. Còn chân lạc thì các bạn biết rồi, về cái hiệu ứng khống chế rồi sự khó chịu trong giao tranh tổng. Đấy là một cái điều không phải bàn cãi rồi. Và trang phục 888 thì thường thì sẽ không có hiệu ứng biến về nha các bạn. Chỉ có những trang phục 1688 đổ lên mà thôi mới có hiệu ứng biến về. Rồi ở đây lại một pha cướp rừng này. Pha đó mình múa hụt ngay phát đầu tiên cho nên là không bay được. Kiểu cái tường nó dày quá ấy. Rồi từ từ nha. Ok. Con này bây giờ nó thay đổi giống ra ta ở bên kia, là các bạn lướt 3 lần các bạn cũng có thể bay được. Nhưng mà cái lượng bay của nó khá là
kiểu ít đấy, nó chỉ bay được chỉ khoảng bình thường là 3 giây, 2 giây gì đó, nhưng mà bây giờ nếu mà 3 lần thì các bạn chỉ bay được 1 giây thôi. Cảm giác đam nó không có nhiều, kiểu nó bị xịt đấy. Đấy, rồi, ok. Ôi, ok, xin mạng. Con Dolia này, đấy, đi với Dolia mà biết búp cho Uyển Nhi ấy, thì Uyển Nhi bay 2 lần là chuyện đơn giản, không cần đến phụ trợ luôn. À đâu, phù hiệu chứ, phù hiệu chỉ có bên Liên Quân thôi, từ từ nha, mình sẽ múa tiếp này anh em. Ôi, hụt, hụt, hụt rồi. Mình múa, mình bị hụt với cả phát đấy, múa vội quá anh em. Bình thường nhá, Uyển Nhi nếu mà các bạn muốn tối đa sát thương ấy, thì các bạn cần phải lướt cái ulti trúng vào kẻ địch là một. Với cả mỗi một lần lướt, các bạn sẽ được cường hóa cái đòn đánh tay, thì các bạn phải kèm theo một pha đánh thường đấy, thì các bạn mới lướt tiếp, thì như vậy nó sẽ tối đa cái lượng sát thương nhiều nhất có thể. Nhưng mà tùy trường hợp, nếu mà trong các bạn khi mà các bạn đang yếu máu rồi đấy, thì các bạn có thể lướt ulti liên tục cũng được, các bạn không cần phải đánh thường. Hoặc là trong trường hợp bên kia có nhiều những vị tướng mà có khống chế thì các bạn cũng có thể lướt từ đằng xa để chỉ cần tiếp cận cái ulti vào kẻ địch thôi. Đấy. Rồi mình vẫn vẫn bay được nha, vẫn có mạng. Ô chết rồi. Cái con chân là cái sau khi được chỉnh sửa nó được sử dụng khá là nhiều nhé, đặc biệt là cái chiêu một của nó đấy, chiêu một của nó sẽ counter được cực kỳ là nhiều chiêu thức luôn. Này thì đứng trong bụi này, đứng trong bụi này. Ô kìa, pha đấy mình bay mình vẫn dính ulti nhỉ, anh em thấy pha đấy không? Mình bay lên rồi nhưng mà cái máu của mình vẫn bị trừ, ảo ảo thật đấy. Nhưng mà con Hạng Vũ này nó đánh đau thật, kiểu máu nó càng ít thì nó chém càng đau ấy. Sắp tới thì ở bản Global chúng ta sẽ tiếp tục có một bộ trang phục miễn phí của Chân Lạc, đó là bộ trang phục sinh nhật. Trang phục này cái tiếng kêu à đâu gọi là cái tiếng cái âm thanh của bộ trang phục này, nếu mà bạn nào tìm hiểu nó cái kịch hí của bên Trung Quốc ấy, nghe nếu mà nói hơi hơi bựa một tí nhưng mà nó như kiểu là ma dọa ấy các bạn. Các bạn có thể lên tìm hiểu hoặc là xem video trước về mình có review về bộ trang phục sinh nhật của Chân Lạc đấy, cái hiệu ứng âm thanh ấy. Nghe nó đến đến khi ra thì không biết là bên này nó sẽ hí kiểu gì, nhưng mà ở bên Trung nghe nó khá là buồn cười. Nói chung là nó khác văn hóa thì mình cảm thấy nó hơi kỳ thôi, nhưng mà có thể là bên Trung Quốc người ta nghe người ta thấy hay chẳng hạn. Rồi tiếp tục bay này, tiếp tục một pha bay đấy từ Uyển Nhi, và đây là Uyển Nhi, ai sẽ là người lên bảng. Ok, con này bay thì nó cũng khá là dễ thôi mọi người, có điều là mình bay nó không được như các idol TikTok thôi, chứ còn về độ hiệu quả thì nó vẫn có. Kiểu các cái kiểu bay nâng cao ấy thì mình không có bay được, mình chỉ bay cơ bản thôi, vào trong giao tranh cấu rỉa. Nói chung cái hiệu quả là được các bạn, không cần phải màu mè quá đâu, nhiều khi màu mè quá nó lại không hay. Về cái bộ trang phục này thì mình vẫn chê một cái điểm mà từ trước giờ mình đã chê, đó chính là cái chiêu 1 khi mà các bạn tung ra thì nó sẽ hiện ra chữ K, chiêu 2 các bạn tung ra thì nó sẽ hiện ra chữ P, và chiêu 3 khi mà các bạn bay xong các bạn đáp xuống nó sẽ hiện ra chữ L, thì nó hiện ra đúng chữ KPL ấy, nhưng mà nó kiểu nó tách ra nhìn nó khá là phèn nhá. Ví dụ như bỏ chữ cây, chữ có nghĩa là bỏ những cái chữ tách rời ra, chỉ để ulti khi mà các bạn đáp xuống nó hiện nguyên ra một cái chữ KPL, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều với cái việc mà chia từng chữ ra, chữ cây ở chiêu 1 này, xong rồi chữ P ở chiêu 2 ấy. Đây nhá, mình sẽ cho mọi người xem nhá. Đấy, chiêu 1 đấy, chữ K này. Đấy mọi người thấy không? Mọi người thấy cảm giác nó bị lạc quẻ giống như mình không? Mình cảm giác nó kiểu nó bị lạc quẻ ấy. Đây, chân lạc đây rồi, chân lạc lần này làm sao mà chạy được. Ủa, lại dính hết tung. Đủ má. Mình lại bị hụt chiêu rồi. Ôi chết rồi, ông Lan có... ông Lan nó biết có giết được không? Lại chết ngược thì buồn cười. Ôi quay về farm lính vậy. Về cái combo cơ bản của con này ấy, thì đầu tiên mình sẽ lướt chiêu 2 và sau đó mình sử dụng 2 lần ulti và tiếp tục là chiêu 1 và tiếp tục sẽ lướt ulti trên chiêu 1. Thì như vậy nó sẽ đảm bảo cái độ mà các bạn cái khoảng cách xa nhất đấy để các bạn có thể tiếp cận vào mục tiêu, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái combo này để các bạn chạy cũng được. Còn khi mà các bạn solo với kẻ địch ấy, thì các bạn cứ lướt ulti vào thẳng kẻ địch cho mình, vừa gây được sát thương mà các bạn lại tích được cái điểm nội tại để các bạn lướt nữa. Không biết ông AD ông farm kiểu gì mà ông ít tiền nhất AD à, nhất nhất team luôn. Về trang bị của Yến Nhi trong trận đấu ngày hôm nay thì cái giày mình sẽ lên cái giày giảm hiệu ứng, và món thứ hai là cái món hút máu, trang bị thứ ba là cái phá kén giáp, trang bị thứ tư thì sẽ là cái khiên băng,
Trang bị thứ 5 sẽ là cái mũ phù thủy và trang bị thứ 6 thì sẽ là trượng và hư vô. Cái trượng này sẽ có một cái lượng giảm xuyên giáp phép nhất định. Và đồ thì các bạn bây giờ hiện tại thì trong vào các bạn có thể vào trong game các bạn đọc để các bạn hiểu rồi. Hoặc là các bạn cũng có thể lên trang web holoofking.com.vn. Thì hiện tại mình cũng đang làm xây dựng cái web đấy và chắc là trong khoảng một tháng nữa thì nó sẽ hoàn thiện, thì các bạn cũng có thể lên trên đấy tham khảo. Nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa có, mình chưa hoàn thiện đâu. Thì cái trang web đấy mình sẽ làm tất cả về đồ này, trang bị này, tướng khống chế hoặc là tướng mà các bạn có thể, nói chung là nó sẽ là một cái bản nâng cấp web VIP hơn cái bản web mà mình đã làm cách đây 4 năm rồi. Bây giờ kiểu hiện tại nó vẫn đang meta tanh hay sao ấy, mình thấy con nào các ông cũng có thể vác lên được thêm vài món đồ tanh được nha. Mà sát thương nó vẫn đau, mặc dù nó ít đi thật đấy nhưng mà nó trâu đi rất là nhiều luôn. Như cái bộ trang bị mà ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn ấy thì là mình cũng lấy từ top nha. Đấy, từ top ở bên Global ấy, hiện tại thì hai meta của China với cả Global nó sẽ khác nhau cho nên là mình cũng hạn chế tham khảo. Ví dụ những con nào mà nó giống ấy, về chiêu thức, về chỉ số ấy thì mình có thể áp dụng được ở bên Global. Cũng được chứ không phải là không nha, nhưng mà nhiều con thì các bạn sẽ áp dụng theo Global. Để nó chạy thoát à. Nhìn nước được 3 stack xong rồi nó bay bay nhìn khám thật sự. Tốt nhất bỏ đi để lại như cũ có vẻ hay hơn. Vừa tăng cái độ khó cho Uyển Nhi mà nó lại nhìn nó lại thích mắt hơn. Nó bay lướt 3 gái bay được tí đã xuống rồi đấy, như thế này bay này có phải sướng không? Nhưng mà nếu mà chỉnh sửa theo như cũ thì nhiều bạn lại khó tiếp cận, bởi vì nhiều người ta không bay được 5 stack đâu, kiểu người ta không căn được ấy. Nhưng mà mình thấy thà chỉnh về như cũ nó lại hay hơn. Tiếp theo lại Ái Linh này. Ái Linh bây giờ sẽ dốc biến luôn à. Lối Ái Linh bây giờ sẽ không có kiểu lên đồ hai file nữa. Ồ chết rồi, bay xong mình chết rồi. Bốn thằng nó quay như này thì sống sao được. Đồng đội bỏ hết mình rồi. Mình cảm giác như kiểu Dolea nó không biết búp ulti cho Uyển Nhi sao ấy. Từ nãy giờ mình chưa búp đâu được một phát đầu tiên, được một phát ở lúc đầu, còn lại sau đó mình chưa thấy búp thêm một phát nào cả. Toàn búp nhiều khi mình sử dụng chiêu 1 cũng đã búp, hoặc là mình sử dụng chiêu 2 cũng búp. Thật ra là nó không có hiệu quả, nó không đâu vào đâu ấy. Chắc khả năng bạn này cũng mới chơi. Đây này đấy. Anh em thấy không? Búp nhiều khi búp ấy quá. Búp không cần thiết, ví dụ trong giao tranh thì mới búp, chứ còn bình thường các bạn búp tự nhiên các bạn lại bị mất hồi chiêu. Để lại xịt rồi. Chỉ rồi, không về được rồi. Toàn thua là toang rồi anh em ơi. Chết rồi, nó tràn vào. Có thể đầu game là sai lầm của đồng đội, nhưng mà cuối game là sai lầm của mình, khiến cho trận đấu này toang hẳn. Rồi, và có thể là trận đấu này sẽ kết thúc sớm thôi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt bình luận và một lượt chia sẻ. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.